Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi đến tập cuối cùng của Ma Thần Ấn Chúng, tác giả Triết Sâm. Quý thính giả nếu như yêu mến những tác phẩm của Triết Sâm, đừng quên hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Triết Sâm. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Ma Thần Ấn Chúng, tập cuối. Hắn đếm số lượng quỷ trừng còn sót lại, điều khiển chúng tụ quanh mình, rồi tất cả nhất tề lao lên. Từng con một bị nhện yêu đánh nát thân nát hồn, vẫn liều mạng lao lên. Khi áp sát đỉnh, bọn chúng leo lên vách, đu lên trần nhà. Nhận ra bọn chúng đã biết được điểm yếu, nhện yêu dồn hết tơ nhện che chắn cho nơi đó. Bên dưới mái ngói phóng ra chùm tơ dày đặc về phía tên hắc y nhân. Lớp tơ nhện quá dày cuộn tròn hắn lại như một quả cầu bằng len. Đám quỷ trừng khi leo lên mái thì bị diệt sạch không còn sót một con. Thấy tên hắc y nhân đã bị giam trong đám tơ dày, nhện yêu nói lớn: "Thằng chó hại sư phụ tao, giờ tao bắt được mày rồi, đi chết đi." Nó dùng cái chân nhện khổng lồ lông lá mọc ra từ cửa sổ ngôi đình, bóp nát cuộn tơ nhện như vo một khối kẹo. Một dòng máu tươi đỏ thẫm từ trong đám tơ len lỏi ra cuộn tơ. Nhện yêu cười lớn: "Sư phụ à, con trả thù được cho người rồi." Bất ngờ nó cảm nhận có cái gì đó không đúng. Cuộn tơ chỉ có máu rỉ ra, chứ không hề nghe tiếng xương cốt bị vo nát. Nó quay đầu lại, nhận ra tên hắc y nhân đã đứng ngay trước cái cửa sổ trên đỉnh ngôi đình. Nó hoảng hốt: "Mắc mưu hắn rồi, giờ nay chỉ là phân thân của hắn thôi." "Đúng vậy, con súc sinh ngu dốt, đừng tưởng mày hợp thể với ngôi đình này, pháp lực gia tăng là có thể thắng được tao. Điểm yếu của mày tao đã nắm được, chuẩn bị đi theo lão thầy mày đi. Do lão già đó quá ngu dốt mà thôi, chịu giao nộp cho tao quyển sách thì là được sống rồi. Cố chấp, thượng ta thì sống, nghịch ta thì chết." Dứt lời, hắn dùng cái giáp tay đâm vỡ nát cánh cửa sổ, rồi ném vào đó một lá bùa đang bốc cháy. Có tiếng nổ lớn vang lên ngay tại đó, khói bốc lên nghi ngút. Nhện yêu bị trúng ngay điểm yếu, không thể nhận năng lượng từ trăng máu nữa. Nó gào lên đau đớn, sau đó hắc khí giảm dần. Mấy cái chân nhện mọc ra lại bị thu lại toàn bộ. Hồn nó dần tách ra khỏi ngôi đình, trả căn đình bằng gạch phô tri về như cũ. Tên hắc y nhân tuột xuống mái nhà trước sân đình, lấy tay phủ đám tơ nhện vương trên người. Thấy quần áo đã sạch sẽ, hắn đạp cửa đình mà bước vào. Cánh cửa vỡ nát ra. Bên trong đình bây giờ là một vùng không gian đen kịch tối tăm, mờ ảo như sương. Hắn nhìn quanh một lúc, nhận ra ngay đây là kết giới dùng để kết nối với âm phủ. Miệng hắn niệm chú, rồi dùng tay phải vẽ những vòng tròn đồng tâm kỳ lạ vào đám xương đen đó. Lập tức kết giới mở ra, hắn chậm rãi từng bước chân tiến vào trong vùng tối. Cách ngôi đình không quá xa bên kia sông, có một người thanh niên độ tầm 25-26 tuổi đang đứng như tượng. Anh ta mặc quần áo đen ôm sát người để lộ ra cơ bắp săn chắc. Kiểu quần trọng có nhiều túi hộp, thắt lưng vắt vài cái bình lọ vẽ đầy những ký tự lạ. Trên nắp có dán bùa ngang qua. Anh ta đeo một cái mặt nạ vải che ngang mặt khá kín, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng sau cặp kính cận, nhìn chăm chăm về phía ngôi đình Tam Trí Thắng ở phía xa. Bất ngờ từ phía cành cây phía trước có một con mèo đen chạy tới. Anh ta đưa tay cho nó nhảy lên vai, cho hỏi: "Tình hình nơi đó như thế nào?" "Tên hắc y nhân quả là ghê gớm, toàn bộ kết chế phòng thủ quanh đình hắn dễ dàng phá sạch. Lũ anh linh canh gác và con nhện khổng lồ kia cũng đã bị hắn đánh bại mất rồi."
Ánh mắt người thanh niên không giấu nổi sự kinh ngạc sau cặp kính cận. Anh ta nói: pháp lực và thể lực của hắn sau bao năm xem ra không hề yếu đi, mà còn mạnh hơn trước rất nhiều. Thời gian chẳng thể tác động tới hắn thì phải. Con Hắc Miêu lại nói: hắn vô cùng nhanh nhẹn và uyển chuyển, pháp lực cao cường, lại sắc sảo nhạy bén. Con nhện sau khi hợp nhất với Ngôi Đình, dù có phép triệu hồi thần tướng từ trời xuống cũng chưa chắc đánh bại nó. Còn hắn chỉ thoáng chốc giao đấu đã nhìn ra điểm yếu của con nhện kia mà hạ nó một cách dễ dàng. Nhưng dù cho hắn có mạnh cỡ nào cũng phải diệt hắn cho bằng được. Thứ nhất, trả thù cho cha mẹ ta. Thứ hai là trừ hại cho giới pháp sư. Nếu để hắn đạt được mục đích thì là thảm họa thực sự. Thấy người thanh niên dần mất bình tĩnh, chợt từ phía sau có giọng người phụ nữ cao tuổi cất lên: bảo quân, không được lỗ mãng. Nghe giọng nói đó, người thanh niên liền thẳng người, nghiêm trang, mặt cúi xuống nhận lỗi, thái độ kính cẩn. Dạ, con biết rồi thưa bà. Hội kính can kha của hắn chuyên truy lùng hãm hại những người có năng lực bí ẩn, nhằm cướp lấy sức mạnh, chiếm đoạt các loại tà thuật kỳ bí. Cấm thuật thất truyền từ xa xưa mà hại người, âm mưu thống trị với Huyền Môn. Hắn vô cùng mạnh đó, lần này không được phép khinh suất. Dạ, con nào dám chủ quan. Còn kẻ đang chiếm Ngôi Đình thì sao ạ? Có nên trừ khử hắn luôn hay không? Con chỉ mới tới đây, mù tịch thông tin về hắn. Nơi này long mạch gần như đứt lìa, dẫn đến khí hậu khắc nghiệt, thời tiết thất thường. Xem ra kẻ chiếm đình có mặt trước, rồi dùng cấm thuật phá hoại Ngôi Đình. Sau đó tên hắc y nhân đánh hơi được chỗ này có dân đệ mà đến tranh đoạt. Kẻ dùng cấm thuật tại Ngôi Đình kia không phải hạng tầm thường. Chẳng cần biết đó là ai, lần này cứ để bọn chúng chém giết lẫn nhau, chúng ta sẽ ra mặt sau cùng. Nghe lời bà, cẩn trọng mà hành sự. Người thanh niên tên Bảo Quân cúi đầu đồng ý, sau đó lùi ra sau. Chiếc xe lăn từ từ hiện ra. Thì ra bà ta tứ chi bị liệt đi toàn bộ, phải di chuyển bằng xe lăn do Bảo Quân đẩy. Bà ta đầu đội cái mũ trùm đầu lớn, ẩn hiện với chiếc mũ trùm che đi đôi mắt, là một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Về phía kết giới bóng tối của Nguyệt Gia Hồng Chú đang diễn ra trong đình, Lâm Chí trong lúc đợi vợ nhập xác thành công, bất ngờ kết giới có biến chuyển. Nguyệt Gia Hồng Chú bị ngưng ngay lập tức. Linh hồn của Ben Chanh từ lá bùa vàng trên nắp quan tài từ từ nhập hồn vào cái xác, thu toàn bộ hồn phách đang truyền trở về lá bùa. Lâm Chí thấy cảnh đó thì liền gào lên. Ông ta trung trung giữ lá bùa giữ hồn vợ trên tay, vì công sức nãy giờ gần như đã trở thành công cốc. Rồi nhện yêu từ nóc đình rơi thẳng xuống, trái với hình thù khổng lồ gớm ghiếc, bây giờ bị tên hắc y nhân đánh cho trở lại hình dạng thành con nhện nhỏ xíu bằng bàn tay. Lâm Chí vội cầm nó lên, hoảng hốt nói: nhện yêu à, ngươi sợ gì thế này? Con nhện mệt mỏi nói ra từng hơi ngắt quãng: kẻ bàn nãy hắn càng quét sạch bọn anh linh bên ngoài rồi, giờ đang tiến vào đây chủ nhân à. Lâm Chí chợt hét lớn: là kẻ nào dám phá hoại chuyện tốt của ta? Chợt kết giới bị xé rách ra, một người vận chiếc áo da đen dài từ cổ áo xuống chân, toàn thân quấn bằng vải trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh gai người, đeo bộ giáp tay mọc ra bộ vuốt bén ngót tiến vào trong. Hắn bước vào nhanh tới mức cứ ngỡ như đang lướt đi trên mặt đất. Hắn đứng đó lừng lững, nhìn thấy gương mặt của Lâm Chí và Phúc Hưng thì ngạc nhiên tột độ. Hắn cười phá lên: thú vị thật, không ngờ sau 10 năm tìm kiếm khắp nơi, chúng mày lại trốn chui trốn nhủi ở cái nơi khỉ hò cò gái này.
nếu chẳng có cái cấm thuật kinh thiên động địa được thực hiện ở nơi đây, chắc mãi mãi tao chẳng tìm ra nổi mày. Khá lắm. Nhện yêu nằm trên tay Lâm Chí mệt nhọc nói: là hắn đó chủ nhân. Kẻ 10 năm trước đã kéo lũ quỷ trừng tới ngọn đèo truy sát chúng ta đó. Lâm Chí hướng ánh mắt căm thù về phía hắn ta: thì ra là mày, là đứa đã truy sát gia đình tao. Tao chưa kịp tìm mày tính sổ thì mày dẫn xác tới. Nói đi, mục đích của mày là gì? Tất nhiên, thứ tao tìm kiếm là An Nam Bách Thuật Toàn Thư, thứ mà sư phụ con súc sinh kia giấu bao nhiêu năm nay. Nhớ năm đó, tao lần ra ả đệ tử của lão, trốn ở vùng đèo núi miền Trung. Khi tao dò thám thì nó đã lập gia đình mất rồi. Thôi thì diệt cỏ phải diệt tận gốc, tao tìm giết sạch. Nhưng mai cho mày nhảy xuống vực bên bờ biển, nhờ thám thính lũ mà già quỷ biển, tao biết gia đình mày chưa chết, nên tao mới quyết tìm ra cho bằng được cái nhà mày. Nói đi, con vợ mày đâu? Vợ tao chết rồi, giờ còn tao đây. Đã chết rồi sao? Hắn nhớ lại lúc bên vách đá, tận mắt thấy Lâm Chí bị bọc trong tơ nhện, lúc rơi xuống biển còn có ôm theo một người phụ nữ. Chắc chắn cô ta là đệ tử của người biết sách kia. Nhưng hắn không hề biết lúc đó bên chanh chỉ còn là cái xác không hồn, do sử dụng phong ấn đổi mạng cho con trước lúc hắn và lũ quỷ rừng kéo đến. Lâm Chí nói: mày hỏi đi làm gì? Hắn không đáp. Chợt hắn thấy sau lưng Lâm Chí đang hiện diện một cây cầu màu đỏ dẫn vào vùng tối vô tận. Đây chẳng phải là cầu âm phủ sao? Bùa kia là bùa gọi hồn chăng? Thì ra cái cấm thuật kinh thiên động địa mà gã đàn ông này sử dụng là để hồi sinh vợ của mình. Chắc chắn là do quyển sách quý giá cô ta để lại cho gã rồi. Nhưng gã ta thực sự là ai? Sao có thể chỉ 10 năm mà pháp lực cao cường có thể thi triển được thứ cấm thuật này? Nếu không phải là pháp sư có tu vi cao trước đó thì chỉ 10 năm là không đủ. Đầu óc cáo già của lão bắt đầu nảy ra nhiều câu hỏi. Lão muốn giải từng câu hỏi một. Nhưng bây giờ gã đàn ông kia có là ai thì cũng phải giết để cướp sách. Quyển sách này lão đã truy tìm từ Bắc chí Nam suốt bao năm trời. Bây giờ do kẻ trước mặt nắm giữ thì không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tao biết nhờ quyển sách này mà con vợ mày để lại, mày mới biết cách thực hiện đủ thứ tà thuật, chẳng hạn như tạo ra kết giới nối với âm phủ, hồi sinh người chết, rồi còn kết hợp được cái con súc sinh nhện này với cả ngôi đình Vô Tri Vô Giác, khiến nó trở thành một pháo đài sống bất khả xâm phạm. Toàn bộ những thứ tà thuật không tưởng này hiện tại chẳng ai có thể làm được. Quyển sách đó đúng là thầm sâu, là kho tàng ma thuật vô giá. Tao muốn nó là của tao. Mày có thể giao nộp nó cho tao, rồi tao tha cho cả nhà mày. Đơn giản mà. Bước qua xác tàu đi. Phúc Hưng à, con lùi ra sau quan tài của mẹ, để tên này cho ba. Hắn không làm gì nổi ba đâu. Phúc Hưng nghe lời ba, liền nấp sau cổ quan tài. Lâm Chí rút sau lưng ra con dao pháp khí quen thuộc, miệng niệm chú cho chuỗi tràng hạt trên cổ nó sáng lên, rồi thấp thoáng quỷ khí. Tên hắc y nhân cúi người thụ thế. Hắn giơ cái giáp tài chứa móng vuốt lên chuẩn bị. Cả hai lườm nhau một hồi lâu, sau đó nhanh như cắt, hai bóng người lao vào nhau. Tiếng vũ khí va chạm vang vọng trong kết giới bóng tối tại ngôi đình. Hai bên giao chiến kịch liệt. Hắc y nhân dùng tận hai cái giáp tài nên tốc độ ra đòn nhanh hơn, chủ ý tiến công phủ đầu. Lâm Chí chỉ dùng con dao ngắn,
tuy có phần thất thế hơn, nhưng đâu dễ dàng quanh tay chịu chết, chống cự rất kịch liệt. Hai pháp khí ma sát vào nhau tóe ra tia lửa, trận chiến hết sức căng thẳng. Lâm Chí bắt đầu đánh thăm dò, mà tên hắc y nhân này lại xuất thủ không chút lưu tình, từng nhát đều chủ ý đoạt mạng. Lâm Chí đành dùng hết thực lực để giao đấu, vũ khí va vào nhau gào thét lên những âm thanh chát chúa, giao ảnh ngợp trời. Tên hắc y nhân càng đánh càng tỏ ra vượt trội hơn, từng nhát cào chí mạng dần gần sát người Lâm Chí. Chẳng mấy chốc nhìn thấy ông sơ hở, liền cào xuống ngực Lâm Chí. Ông dùng con dao đỡ đòn mà vẫn bị cào rách một mảng lớn ở ngực áo, rất may lại chưa chạm vào da thịt. Lâm Chí có ý định lùi lại, ông không ngờ tên hắc y nhân này không những sở hữu pháp lực cực mạnh, dễ dàng đánh bại nhện yêu, mà thể thuật võ công cũng cao không kém. Sức bền của hắn rất đáng nể. Giao đấu nãy giờ khá lâu, nhưng tốc độ ra đòn không hề bị chậm đi, hay là có dấu hiệu xuống sức. Lâm Chí thừa nhận chưa từng gặp qua ai có thể sánh được với tên hắc y nhân này. Về phần tên hắc y nhân, hắn nhận ra cách chiến đấu của người này có phần quen thuộc, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi. Trận chiến cứ tiếp tục diễn ra, dần dần sắc mặt Lâm Chí có phần nghiêm trọng hơn. Từ đầu tới giờ ông luôn đề cao cảnh giác, không chút lơi lạ. Bản thân cũng tự thấy mình có thể thuật sức khỏe hơn người, võ thuật lĩnh ngộ từ mẹ có phần cao thâm. Bây giờ tất thế là do tên hắc y nhân này quá vượt trội mà thôi. Đòn ở hai cái móng vuốt thi triển liên tục, biến hóa khôn lường. Lâm Chí cuối cùng cũng rơi vào chỗ bị áp chế, phút chốc rơi xuống hạ phong, chỉ biết dốc toàn sức mà phòng thủ, không tìm thấy nổi dù chỉ là một duy nhất cơ hội để phản công. Bất ngờ một trảo cực mạnh từ hắc y nhân quét qua, sau đó thuận thế xoay người tra thêm trảo nữa. Hai đòn đánh tưởng chừng khác nhau, mà trong nháy mắt lại thi triển cùng lúc. Móng vuốt sắc lóe lên nhằm hướng cổ Lâm Chí đâm tới. Phúc Hưng nấp sau quan tài của mẹ, nó hốt hoảng la lên: "Ba ơi, cẩn thận, mau lùi lại!" Lâm Chí nhận ra hiện tại nếu cứ đấu võ thuật, ông không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Nghe tiếng Phúc Hưng thì lúc này mới nhận ra nguy hiểm cận kề. Hai trảo sắc bén đang cấp tốc phóng tới. Ông nhất thời chưa biết làm gì, chỉ biết lấy con dao đặt dọc mà che cổ. Hai trảo chéo tay sượt qua giữa con dao, rồi cào trúng hai bên bả vai. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, máu phúng ra. Lâm Chí bị thương, ngã ngược về phía sau lộn mấy vòng, rồi ngồi chống đầu gối giữ thăng bằng. Hắc y nhân trơ đôi mắt nhìn Lâm Chí, cho hỏi: "Tao thấy võ thuật của mày quen lắm, nói cho tao biết ai đã dạy mày?" Máu từ hai vai Lâm Chí bắt đầu chảy thành dòng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của ông. "Mày đã thắng tao, hỏi làm gì?" "Chỉ muốn biết thôi, có được không?" Không biết ngẫm nghĩ điều gì, nhưng Lâm Chí chợt trả lời: "Là mẹ tao, bà chết rồi. Tại dùng tay bắt xa xôi, cách nơi này cả ngàn cây số." Nghe như vậy, tên hắc y nhân như có ánh chớp chạy qua đầu hắn. Hắn nhớ về cái đêm giết bà thầy Mo ở bản làng trước trận lũ quét năm đó, nhằm tìm ra bằng được thứ thần khí Phụng Thiên Tiễn. Có lẽ nào chính bà ta là mẹ của người đàn ông này? Hắn biết bà ta có một người con trai. Hắn đoán được người con trai đã được bà ta truyền cho thần khí. Hắn có đi tìm, nhưng sau trận lũ quét, người con trai cũng mất tích không chút dấu vết. Hắn từng nghĩ có lẽ phải bỏ công đi tìm thần khí. Nào ngờ trùng hợp làm sao, người con trai năm đó cưới đúng cô con gái chữ quyển sách An Nam Bách Thuật Toàn Thư, cùng là mục tiêu của hắn săn đuổi bao lâu nay. Tuy nhiên bây giờ hắn chỉ định đi tìm sách, mà lại có được manh mối của thần khí, nhất tiễn hạ sông điêu là đây chứ đâu. Nghĩ xong, hắn cười lên mang dại. Giọng cười sau lớp vải băng trắng là của một kẻ mưu mô hiểm ác cùng cực.
Trời giúp tao, trời giúp tao là đây chứ đâu nữa. Lâm Chí chưa hiểu gì, tròn mắt nhìn hắn ta. Hắc y nhân vừa nói vừa cười khoái trá. Thì ra mày là con của người đàn bà đó. Ý mày là sao? Người đàn bà nào chứ? Lệ Mai Chi. Vừa nghe tên xong, Lâm Chí như sét đánh ngang tai. Sao hắn có thể nói tên mẹ ông một cách ngang nhiên như vậy? Bà suốt thời gian dạo trước ẩn giật ở bản làng, sao hắn có thể biết được tên thật của bà? Mày rốt cuộc lại, mày có cần biết tao là ai? Chỉ cần biết tao giết mụ đàn bà đó trước khi trận lũ ập đến. Chính tao đã giết mẹ của mày đó, mày làm gì được tao hả? Nghe vậy, Lâm Chí giáng bộ như mảnh thú sổng chuồng, đôi mắt chợt long lên sòng sọc, trong mắt đỏ như máu, nhìn chằm chọc tên ác nhân. Ông đứng dậy, mặc cho hai vai chảy máu liên hồi, tay cầm con dao, tay lôi chuỗi tràng hạt ra, niệm chú lầm rầm. Từ trong chuỗi hạt xuất ra 8 bóng nữ quỷ. Xem ra lần trước ông chưa thả tự do cho 8 hồn người con gái này. Sau đó tay bắt ấn, lập tức 8 bóng quỷ gương mặt biến đổi, biến thành đầu trắng, mắt nhíu ánh kim như loài bò sát, da xanh, lưỡi thè dài ra, trích lên từng tràng ghê rợn. Rồi Lâm Chí nén đau, lấy hai tay chắp lại, 8 bóng quỷ liền tiến nhập thành một, trở thành một con rắn có 8 đầu. Thân nó to bằng cả con bò, 8 đầu đều khác nhau. Chúng cứ uốn éo, trích lên những âm thanh ghê rợn. Tên hắc y nhân thoáng bất ngờ. Bác kỳ đại xà sao? Không ngờ mày có thể luyện được con âm binh mạnh và tàn độc tới như vậy. Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm mà. Tao không định chịu con đại xà này lên đâu. Nhưng mày đã gây ra quá nhiều tội ác cho gia đình tao. Giết mẹ, truy sát, làm gia đình tao tan nhà nát cửa. Tao không giết mày hôm nay, tao không là Lâm Chí nữa. Con đại xà này dù sao cũng chỉ là ma quỷ, sao có thể hại con người như tao được? Mày bị ngu sao? Lâm Chí dùng toàn bộ linh lực bản thân, gồng người lên, gió lốc chợt thổi lên tứ phía, miệng hô to: Nhất hồn thi chú, nhập thế! Ngay lập tức, bóng quỷ bát kỳ đại xà nhập vào người Lâm Chí. Đôi mắt ông ta liền biến đổi, người oằn lên. Hắc y nhân lùi nhanh lại phía sau, đôi mắt vẫn lạnh lùng chờ đợi. Nhất hồn thi chú là bí pháp bí ẩn bậc nhất với huyền môn, chỉ lưu truyền nội bộ trong vũ gia đại tộc. Thậm chí là ngay trong gia tộc này, số người sử dụng được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phép chú có thể ép thêm một linh hồn vào cơ thể. Thời điểm đó, bên trong cơ thể người bị nhập tồn tại hai linh hồn song song. Cơ thể có thể sử dụng đồng thời sức mạnh và ký ức của hai linh hồn, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra pháp chú này còn giúp các linh hồn có thể sở hữu cơ thể vật chất mà giao đấu vượt trội hơn đối thủ. Nhưng phép này sử dụng linh lực cực lớn, nên chỉ sử dụng khi không còn cách nào khác. Thế vậy, hắc y nhân chỉ buông ra một câu: Người mang dòng máu vũ gia có sử dụng được pháp chú này thì cũng chẳng có gì là lạ. Lâm Chí nghe vậy thoáng chút khó hiểu, vì bản thân ông ta không hề biết mình là con của người phụ nữ từng bị gia tộc họ Vũ trục xuất đi. Nhưng hiện giờ điều đó chẳng quan trọng nữa, ông chỉ nghĩ đến kẻ trước mặt. Hiện tại cơ thể ông chứa bát kỳ đại xà, có tận 8 linh hồn bên trong người ông. Nếu không giải quyết tên hắc y nhân mau chóng thì linh lực của ông sẽ hoàn toàn cạn kiệt, mất đi pháp chú, khiến cho linh hồn bát kỳ đại xà tách ra khỏi cơ thể. Lúc đó toàn thân bất toại, không còn chút sức lực nào.
Lâm Chí vào đường cùng mất rồi, chỉ còn cách này, được ăn cả ngã về không mà thôi. Lâm Chí sở hữu mắt pháp của Bắc Kỳ đại xà, có phép ngưng thị, gây cho đối phương bị trúng ánh nhìn là mù lòa ngay lập tức. Mắt ông sáng lên, nhìn thẳng vào hắc y nhân. Tự mắt phóng ra một tia sáng trắng với tốc độ kinh hoàng. Bằng thân pháp nhanh nhẹn như điện xẹt, hắn né qua một bên ngay. Hắn biết nếu trúng ánh nhìn đó, hắn sẽ bị mù ngay lập tức. Còn nếu dính phép ngưng thị này lâu hơn nữa, não sẽ không chịu nổi mà nổ tung, cũng chết ngay tức khắc. Hắn di chuyển liên tục nhằm tránh né ánh nhìn chết chóc đó. Lâm Chí nhờ có con quỷ đại xà trong người nên tốc độ vượt bậc, vừa bắn ánh sáng từ mắt liền nhào tới tấn công tới tấp. Có đạo hào quang màu xanh lá từ con dao trên tay Lâm Chí túa ra, hình đầu một con trắng đang nhè nành cắn tới. Cả hai phản phất như là hợp làm một, nhất hồn thi chú, còn có thể làm cho linh hồn đại xà cùng pháp khí là con dao hợp nhất, sức mạnh quá sức tưởng tượng. Trận chiến bắt đầu ác liệt trở lại. Từng nhát dao uyển chuyển như loài trắng bò trường, kết hợp với ánh nhìn ngưng thị, dần phản công tên hắc y nhân, khiến cho hắn bây giờ bị động hơn so với Lâm Chí. Pháp chú tối thượng đã thi triển, cả hai người lao vào đánh nhau, bất phân thắng bại. Mỗi một đòn đều là cùng xuất thủ ngang cơn, sức chiến đấu tăng lên, cùng đẳng cấp, tốc độ vô cùng kinh khủng. Hắc y nhân dồn sức gồng lực vào giáp tay, đâm mạnh một trảo. Nổ khí từ cái móng vuốt gắn trên đó đột nhiên bộc phát ra. Lâm Chí cũng ngưng tụ ánh sáng xanh lá trong con dao, một dao đâm ngược lên. Hai pháp khí trên không trung va chạm vào nhau mạnh mẽ, mặt đất tại ngôi đình bị xé toạc ra, nứt một đường dài. Khoảng cách giữa hai người đang cực kỳ gần. Lâm Chí nhân cơ hội dùng ngưng thị nhìn thẳng vào hắc y nhân. Tia sáng trắng từ mắt mãnh liệt phóng ra, trong nháy mắt áp sát mặt tên hắc y nhân, khiến cho hắn trở tay không kịp. Chỉ biết dùng cái giáp nơi tay trái mà che mặt đỡ tia sáng ngưng thị. Lập tức giáp tay vỡ nát, lộ ra bàn tay chi chít hình xăm, loang lỗ ẩn sau lớp vải trắng. Đây là lần đầu tiên hắn để lộ da thịt ra trước mặt người lạ. Hắn liền lùi lại phía sau, giữ khoảng cách, vì bắt đầu kiêng dè uy lực của Bắc Kỳ đại xà, bắt đầu cảm thấy nể phục sức chịu đựng to lớn của Lâm Chí. Bất chợt khóe môi Lâm Chí nhếch lên một tia máu tươi, cả cơ thể rung nhẹ nhẹ. Ông thấy cơ thể dần không thể chịu đựng được nữa rồi. Duy trì Bắc Kỳ đại xà dần bào sạch đi linh lực của Lâm Chí. Biết mình chuẩn bị vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Chí dùng toàn bộ những gì còn sót lại dồn hết vào mắt pháp. Ông gầm lên một tiếng lớn, rồi từ mắt bắn ra 8 tia ngưng thị. Mỗi đầu trắng là một tia. Chúng túa ra khắp nơi, bao xung quanh hắc y nhân, chặn mọi hướng. Và lần này hắn không thể tránh né được nữa. Biết Lâm Chí tung đòn liều mạng cuối cùng, hắn nhanh chóng đọc chú, tay bắt ấn, lập tức phân ra thành 8 tên hắc y nhân giống nhau như đúc, là thuật thiên sứ phân thân. Cả bọn nhất tề xông lên, từng tên một bị 8 tia ngưng thị chiếu qua, lập tức gây mù hai mắt, rồi khiến cho chúng bị nổ tung đầu, tan thành hắc khí mà tan đi. Duy nhất có một tên đã áp sát Lâm Chí, đây chính là tên hắc y nhân thật. Còn lại tia ngưng thị cuối cùng đang nhìn vào hắn, nhưng cái móng vuốt đã sát ngay gần kề cổ của Lâm Chí, kết liễu ông ta. Chợt có giọng ai đó hét lên: "Không được làm hại ba tôi, đồ độc ác!" Rồi nó nhảy tới, ôm eo tên hắc y nhân. Chẳng may bị hắn ta chụp lấy cổ mà nhấc bổng lên. Liền sau đó, con nhện yêu nhỏ xíu cũng từ cổ tay Lâm Chí nhảy ra. "Thằng súc vật độc ác, chuẩn bị chết đi!" Nhện yêu lúc này cũng đã sức tàn, chỉ kịp bắn ra chút tơ nhện đu thân mình, rồi bám cả cái thân lông lá lên mặt của hắn ta, khiến cho hắn tối tăm mặt mũi. Trong một thoáng mất tập trung, ngay tại thời điểm đó,
Tia ngưng thị từ mắt Lâm Chí phóng tới mặt hắn ta, xuyên qua cơ thể nhện yêu. Hắc y nhân không kịp lách đầu qua nên ăn trọn ngưng thị ngay mắt trái. Có cái gì đó lan tràn khiến cho hắn đau nhức dữ dội. Máu từ mắt trái phún ra, hất con nhện yêu đang bám trên mặt cùng với tia ngưng thị xuyên qua bụng, văng rơi xuống đất. Nhện yêu ngửa bụng nằm sụ lưng. Hắc y nhân gào lên, người hắn trung lên bần bật, vội rút ra một tờ bùa hình vuông màu xanh lá dán lên mắt trái, ngăn cho thuật ngưng thị lây lan sang mắt còn lại rồi ăn vào đại não. Còn dòng máu đang phun ra thì không cầm được, đành để mặc cho nó chảy thành dòng, thấm ướt lớp băng quấn mặt. Lâm Chí sau khi dùng chiêu thức mạnh nhất thì lập tức mạch máu toàn thân vỡ nát, vì cơ thể không thể chịu nổi khi thực hiện nhập hồn thi chú với Bát Kỳ Đại Xà. Ông ngã xuống đất, máu từ mắt mũi miệng trào ra không ngừng. Hồn đại xà xuất ra, sau đó tách làm 8 vong nữ, hút trở lại vào bên trong cái chuỗi hạt đen của Lâm Chí. Ông bây giờ chỉ biết bất lực nhìn tên Hắc Y Nhân. Hắn lộ ra vẻ đau đớn, tay trái giữ lá bùa ngay mắt, tay phải đang bóp cổ Phúc Hưng nhấc bổng lên. Hắn nghiến răng trèo trèo, từng lời nói rít qua kẽ răng. Mày khá lắm, lâu lắm rồi tao mới dùng tới nhiều sức như vậy đó. Nhưng xem ra kết cuộc đã định. Giờ trả lời tao, An Nam Bách Thuật Toàn Thư đang giấu ở đâu? Lâm Chí đờ người ra không đáp. Hắn thấy vậy thì bước lại gần. Lâm Chí bây giờ chỉ còn nằm chờ chết, chẳng thể làm được gì. Tao biết mày còn nói được mà. Nói mau, không tao bóp chết con trai mày. Phúc Hưng bị bóp cổ, ho lên sặc sụa. Cánh tay yếu đuối từ một đứa trẻ, chẳng thể làm được gì trước sức khỏe phi thường của hắn ta. Vẫn không thấy Lâm Chí lên tiếng, hắn điên tiết đá ông ngã ngửa ra. Lâm Chí nhìn sang con trai đang khổ sở, cầm lòng không đặng, thều thào nói: Tao chết cũng được, nhưng con trai tao, xin mày tha cho nó. Được, đưa quyển sách ra đây, tao tha cho nó. Thương con, Lâm Chí đành dùng ngón tay vẽ xuống đất một hình tròn bằng máu, miệng đọc chú nhấp nhả ra từng chữ. Dứt lời, tại hình vẽ dưới đất có đám ánh sáng tụ dần thành hình một quyển sách bìa da, bên ngoài có ghi là An Nam Bách Thuật Toàn Thư. Đây là thuật trấn giữ, chỉ có người sở hữu mới có thể dùng thần chú riêng mà lấy lại vật, dù nó ở bất cứ đâu. Nếu người sở hữu chết đi thì đúng như câu sống để bụng, chết mang theo. Thần chú theo người đó xuống mộ, coi như vật bị trấn, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Hắn cầm trên tay dở ra xem, quả đúng là quyển sách mà bao lâu nay cất công tìm kiếm. Mục đích đã đạt được. Hắn cười phá lên, định kết liễu Lâm Chí thì bỗng sực nhớ ra. Còn một thư nữa, là bí mật về Phụng Thiên Tiễn. Nó đang nắm giữ, không thể để nó chết ngay được. Hắn đạp gót dài vào đầu Lâm Chí, rồi nghiến răng nói: Còn thư này nữa, Phụng Thiên Tiễn. Lâm Chí tuy thần trí mơ hồ, nhưng nghe ba chữ này thì liền thất kinh. Hắn tìm ông là do trận pháp ông thi triển làm kinh động đất trời. Mục đích nãy giờ của hắn chỉ lanh quanh quyển sách. Bây giờ có được rồi, tại sao lội ở đâu ra thần khí Phụng Thiên Tiễn nữa chứ? Lâm Chí ú ớ không nói được nên lời. Lần này tên Hắc Y Nhân mạnh chân hơn, đạp mạnh vào đầu, khiến cho Lâm Chí tóe máu ra khắp mặt mũi, tóc tai rủ rượi. Thôi mau! Phúc Hưng thấy ba bị tra tấn, nó khóc lóc: Xin ông tha cho ba tôi đi mà. Im miệng ngay cho tao. Tao biết nó giữ thần khí này từ con mụ già mẹ của nó. Khi có được thần khí đó, tao giết luôn cả mày. Hắn gồng tay bóp mạnh cổ Phúc Hưng,
chân vẫn dẫm đạp liên tục vào đầu Lâm Chí. Bất ngờ bàn tay bóp cổ đứa trẻ bỗng nóng lên. Hình như hắn cảm nhận được gì đó từ thằng bé này. Hắn tròn mắt, nới lỏng tay ra, vận linh lực cảm ứng, thì nhận ra một luồng dương khí cực mạnh đang tuôn trào trong cơ thể của thằng bé, như một con phượng hoàng lửa uốn lượn. Hắn đứng hình mất gần một phút đồng hồ, sau đó lại cất tiếng cười điên dại một hồi lâu. Chính là nó, là Phụng Thiên Tiễn đây mà. Thần khí đang tồn tại trong người thằng bé này. Thần khí không nhìn được bằng mắt thường, nó vô hình vô tướng, chỉ có thể cảm được mà thôi. Thứ đặc biệt duy nhất trong bốn món An Nam tứ đại thần khí. Hắn quát mắt nhìn hai bàn tay trái phải, mỗi bên hiện đang cầm một thứ mà hắn vốn khao khát nhất bấy lâu nay, lại tiếp tục cười cuồng dại hơn trước. Có những thứ này trong tay, quyền lực toàn cối quyền bùng sẽ do tao thống lĩnh. Cái gì mà môn phái đồng đạo nhất, cái gì mà gia tộc mạnh nhất, thêm bọn sư trọc Phật giáo đạo đức giả nữa, tao sang bằng tất cả. Bỗng nhiên, một giọng nói đanh thép của ai đó vang lên, vang vọng khắp kết giới bóng tối. Cầm miệng. Từ trong tinh không xuất hiện một tấm lưới sắt kỳ lạ, bay tới bám chặt vào cánh tay đang cầm quyển sách của tên hắc y nhân. Mất đi một bên mắt, làm phản xạ của hắn giảm đi đáng kể. Chỉ vừa kịp nhận ra thì bị trúng chiêu mất rồi. Khi quay người lại, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía tấm lưới. Có hai bóng người một thấp một cao bước vào trong kết giới bóng tối, dần dần tiến tới gần bọn họ. Người cao hơn là thanh niên ăn vận đồ đen kín mít, ôm sát người, mặt đeo chiếc mặt nạ che kín từ mũi xuống, trông vô cùng kỳ bí. Chỉ để lộ ra cặp kính cận, tóc hớt cao ráo gọn gàng, trên vai là con mèo đen, lưng đeo bao vải đựng kiếm. Người thấp hơn ngồi xe lăn, ẩn hiện dưới chiếc áo trùm đầu là khuôn miệng mớm mém. Hắc y nhân bị khóa tay, tức giận hỏi: Tụi bay là ai? Sao lại ngăn cản tao? Bỏ quyển sách đó xuống, nếu không tấm lưới kia sẽ nghiền nát cánh tay của mày đó. Thì ra giọng nói đanh thép ban nãy là của người này. Đoạn anh ta niệm chú, tấm lưới sắt siết chặt hơn. Đây là pháp khí chuyên bắt yêu ma, nay tao dùng nó bắt kẻ tà ác hơn cả yêu ma, là mày đó. Đúng là trò trẻ con, mày nghĩ chỉ bằng một chút bùa phép đó mà giam cầm được tao sao? Nằm mơ đi. Rồi hắc y nhân niệm chú bức phép. Vì tấm lưới trị chú phép nên có thể giải trừ bằng phép. Tấm lưới trung linh dần gỡ khỏi tay hắn ta. Nhân lúc hắn mất tập trung, Bảo Quân lao lên, chút kiếm chém thẳng tới, không nương tay. Đòn phủ đầu này quá nhanh, hắc y nhân lúc này bị mù một mắt, cánh tay bị thương đang bóp cổ Phúc Hưng, tay còn lại cầm sách thì bị trói vào tấm lưới phép kia. Hắn gồng lên, chút mạnh tay ra khỏi tấm lưới, đúng lúc Bảo Quân đã áp sát. Tấm lưới vô tình xé đôi quyển sách. Hắn sau khi đã rảnh tay liền đứt lùi về phía sau, nhận ra quyển sách đã bị mất đi một nửa. Hắn gầm lên một tiếng: Nhật lúc tao thất thế, giở trò đánh lén bỉ ổi mà. Bảo Quân nhặt tấm lưới, trong đó còn lưu lại một nửa quyển sách, rồi trỏ kiếm vào mặt hắn ta. Mày có tư cách nói ra câu đó sao? Trên đời này làm sao có ai bỉ ổi bằng mày? Lúc này tên hắc y nhân đã cắp lấy Phúc Hưng. Vị trí đứng của Bảo Quân là ngay trước mặt Lâm Chí, ban nãy bị hắn ta đạp vào mặt. Bảo Quân ban đầu chẳng chú ý gì đến người nằm sấp với gương mặt biến dạng, bè bét máu mè dưới đất, nghĩ rằng ông ta là một tà sư dùng cấm thuật tà đạo nên bị tên hắc y nhân đánh bại mà thôi. Chợt Lâm Chí khẩn khoản, giọng khàn đặc khó nghe: Xin hãy cứu lấy con trai tôi chứ.
Đồ vô tội. Bảo Quân không vội hỏi gì thêm. Trước mắt bây giờ là cứu thằng bé trước đã. Liền đứng dậy nói: Thả thằng nhỏ kia ra ngay. Trẻ con chúng không có tội. Hắc y nhân lúc nãy giao đấu với Lâm Chí bị thương không nhẹ, bây giờ còn bị mù một bên mắt. Nếu bây giờ phải đánh tiếp với người thanh niên này, thêm cả cái người ngồi xe lăn bí hiểm kia nữa, xem ra lành ít dữ nhiều. Nếu giao đấu trực diện, chắc chắn phải nhận lấy phần thua thiệt, có khi còn bỏ mạng. Hắn nghĩ chỉ còn cách mang thằng nhỏ này đi mới có cơ hội cướp lấy thần khí Phụng Thiên Tiễn trong người của nó. Khi nào hồi phục lại nguyên khí thì tìm đám người này phục thù cũng chưa muộn. Nhưng bây giờ cơ thể thằng nhỏ nóng phừng phừng, nó không ngồi im chịu trận, cứ giãy giụa như thế này, mang đi chỉ vướng tay chân. Chỉ còn cách dùng chú thuật thôi miên, gọi là thuật nhiếp hồn, làm cho nó hôn mê để dễ bề xử lý. Lúc này Phúc Hưng giãy giụa không ngừng, hai tay nắm chặt lấy tay của tên hắc y nhân đang nắm ở cổ nó để kéo ra. Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, người nó sáng trực lên như ánh mặt trời chiếu rọi. Cơ thể có một luồng dương khí cực mạnh nóng bỏng tỏa ra. Tên hắc y nhân nắm cổ Phúc Hưng, cảm giác như đang bóp một cục than nóng trong tay. Buông ra thì tiếc, mà giữ lại thì đau. Ngay lập tức, hắn dùng ngón tay trỏ vẽ vằn vện lên trán thằng bé. Từng ngón tay lướt qua tạo nên một vệt sáng lạ kỳ. Phúc Hưng ban đầu giãy giụa, sau dần tiếp đi. Thấy thằng bé đã yên, tiếp đó hắn dùng một đạo bùa ném thẳng vào kết giới bóng tối, khiến cho nó mở ra. Phi thần tới, ý định bỏ chạy. Bảo Quân hét lên: Không được chạy! Nhưng tốc độ của tên hắc y nhân này quá nhanh, gần đến sát cửa kết giới thoát ra khỏi đình, thì bất chợt người của Phúc Hưng trung lên bần bật. Một luồng linh khí màu trắng ngưng tụ trên huyệt bách hội của nó. Luồng sáng đó lao thẳng về phía tên hắc y nhân. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng trở nên tê dại, khiến cho hắn ngã nhào ra. Còn người của Phúc Hưng cũng gục xuống đất. Luồng linh khí của Phúc Hưng đã đánh thức mệnh cách của ma thần Ankara trong cơ thể của nó. Lúc này linh hồn và ma thần như hợp nhất. Hiện thân kết hợp lúc này của hai người là một thực ảnh siêu nhiên. Quái ảnh có ba đầu, các đầu là những gương mặt khác nhau. Một mặt hướng thẳng, hai mặt hướng ra hai bên, làn da màu tím xanh, sáu cánh tay mọc ra từ thân người, cơ bắp cuồn cuộn sắc nét, đôi mắt rực lửa lên, miệng tại mặt đều có răng nanh lởm chởm, mặc váy lụa vàng, trang sức vòng đeo khắp cổ tay và chân, đầu đội cái vương miện sáng lấp lánh. Sau lưng ông ta có đôi cánh phượng hoàng đang đập lên liên hồi, hào quang sáng trực sôi rọi kết giới bóng tối. Tất cả mọi người có mặt đều tròn mắt kinh ngạc. Người đàn bà ngồi xe lăn không tin nổi những gì mình vừa thấy, nãy giờ im lặng, giờ thốt lên: Là Phụng Thiên Tiễn, còn kia là ma thần Ankara vĩ đại. Không lẽ linh hồn thằng nhóc kia hợp nhất cùng với ma thần? Việc này xưa nay chưa hề có. Tên hắc y nhân lúc này ngã gần lỗ hổng kết giới, thấy vị ma thần, hắn choáng váng đầu óc, nhận ra ngay ma thần kia là Ankara. Ankara vốn là ma thần tại cõi Atula. Ông ta quá mạnh nên bị các Atula khác ganh ghét. Hàng trăm Atula đoàn kết đồng lòng đánh ông ta, rồi bắt nhốt ông ta lại, hợp sức dùng phép phong ấn ông ta vào trong một tế đàn. Không biết vì sao phép này sau hàng ngàn năm đột nhiên xuất hiện ở nhân giới. Nhìn thấy kẻ trước mặt là vị thần dũng mãnh bậc nhất, sau lưng ông ta lại có Phụng Thiên Tiễn trợ lực, hắc y nhân ban đầu hoảng sợ, nhưng chỉ phút chốc sau lấy lại bình tĩnh. Phải chạy ngay thôi, không còn cách nào khác nếu như không muốn bỏ mạng tại đây. Đại nghiệp chưa thành, cứ lui đi trước rồi quay lại trả thù sau. Nghĩ là làm, hắn cố gắng vận lực toàn nhảy ra khỏi kết giới, thì bất chợt ma thần giơ tay cao lên, con phượng hoàng lửa trời khỏi lưng
uốn lượn thành hình một cây cung lửa đáp vào tay ông ta. Hai cánh cung là đôi cánh, mỗi cung là đầu phượng hoàng. Giọng ông ta âm vang bốn bề đều nghe thấy. Yêu nhân, con định chạy sao? Nói rồi giương cung lửa lên, từ thinh không hiện ra một mũi tên ánh sáng, đầu tên cháy ngùn ngụt lửa. Ông ta giương cung bắn một phát vào người tên hắc y nhân. Hắn lúc này chạy sát kết giới, thấy mũi tên lửa xé gió phóng tới, phản xạ nhanh như chớp, dùng toàn bộ linh lực trong cơ thể dồn vào tay, bắt ấn niệm chú, miệng hét lớn: Hàng băng hộ giáp! Hai tay bắt ấn vẽ ra hình bát quái, lập tức hình bát quái sáng lên, ngưng tụ hơi nước thành một tấm khiên bằng băng tuyết, to dày như tấm kính cường lực khổng lồ. Hắn cầm tấm khiên băng giơ lên, chống đỡ mũi tên đang lao nhanh. Một âm thanh vang dội phát ra đinh tai nhức óc. Tên lửa va chạm vào khiên băng mà vẫn vung vút lao thẳng. Tên bay đến đâu, băng tan nát ra đến đó. Thoáng chốc khiên băng vỡ bụng, mũi tên va vào người hắn ta. Toàn thân hắn bốc cháy dữ dội, hắn gào lên đau đớn. Bao nhiêu năm chinh chiến, hạ gục biết bao nhiêu đối thủ mạnh. Đôi khi hắn ta cao ngạo, tự cho mình là độc cô cậu bại. Duy nhất lần này phải đối đầu với một kẻ có sức mạnh to lớn đến thế. Ngay cả hàng băng hộ giáp kiên cố như vậy mà cũng chẳng nhầm nhò gì với vị ma thần cùng với thần khí phụng thiên tiễn kia. Lửa lan ra khắp cơ thể, đốt cháy lớp áo đen bên ngoài, rồi cháy dần vào lớp băng vải quấn trắng, quấn khắp người hắn ta, để lộ ra một cơ thể chi chít hình xăm quá dị. May sao kình lực mũi tên va vào khiên băng, vô tình hất hắn ra khỏi kết giới. Hắn biết cơ hội chạy thoát đây rồi, liền lao cả cơ thể bốc cháy ra ngoài, chỉ kịp nói vọng vào: Bọn mày khá lắm, đợi khi tao tập hợp đủ lực lượng sẽ quay lại tính sổ hết với tụi mày. Dứt lời, hắn ta phi thân đi, kết giới đóng lại. Bảo Quân toan đuổi theo thì bị người đàn bà ngồi xe lăn ngăn cản. Lúc này tại kết giới, linh hồn của Phúc Hưng kết hợp với ma thần với sức mạnh phi thường đang đứng yên bất động, mắt dò xét xung quanh. Cây cung biến trở lại thành phượng hoàng lửa đáp vào vai ông ta, đập cánh liên hồi. Người phụ nữ ngồi xe lăn lúc này mới lên tiếng: Đứa trẻ này là ai? Sao nó lại có thể sử dụng phụng thiên tiễn và ma thần Ankara cùng một lúc được? Phụng thiên tiễn ta nhớ năm đó đã trao cho một người. Nói tới đây, bà ta ngập ngừng. Bảo Quân cũng sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi, anh ta đứng như chết trần. Chợt người dưới chân anh ta động đậy, Bảo Quân vội đỡ người đàn ông nằm sấp nãy giờ, lau sạch vết máu trên mặt. Anh tròn mắt nhận ra người đó là ai. Là Hai Chí năm nào ở bản làng vùng Tây Bắc đây mà. Lúc đó Bảo Quân 10 tuổi, nhưng Lâm Chí mỗi khi đi chợ phiên về luôn cho anh quà bánh. Dù đã 15 năm trôi qua, gương mặt có già đi, khắc khổ hơn nhiều, nhưng đường nét vẫn không thay đổi là bao. Bảo Quân ôm Lâm Chí vào lòng, nói lớn với người đàn bà ngồi trên xe lăn: Bà ơi, đây là anh Hai Chí nè bà. Nghe cái tên đó, bà run rẩy. Thật sao? Mạo diệu nó lại đây cho bà. Lâm Chí toàn thân mạch máu bây giờ đã vỡ ra hết rồi, cơ thể bất toại. Bảo Quân dìu ông lại gần bà. Vừa nhìn thấy người, nước mắt bà trào ra, giang tay ôm lấy. Đúng là Hai Chí, con trai của mẹ đây mà. Chí à, con còn nhận ra mẹ hay không? Lâm Chí hé mắt, nước mắt ông cũng trào ra, miệng cười méo xệch. Là mẹ sao? Con chết rồi có phải không? Con chưa chết, là mẹ đây. Mẹ còn sống sờ sờ đây mà Chí. Lâm Chí tuy không cử động được, nhưng cả cơ thể giật nhẹ lên từng cơn. Ông thều thào:
Còn nhớ năm đó, trận lũ quét qua làng, mẹ mất tích đi. Ai cũng nghĩ là mẹ chết mất xác rồi. Bà Mai Chi bắt đầu kể lại câu chuyện sau trận lũ cho Lâm Chí nghe. Lúc bùn đất tràn xuống làng, bà không thể cử động được vì lính trọn cú đấm phá hồn thẳng vào huyệt đan điền từ tên hắc y nhân. Cú đấm mang hắc khí lan tỏa phá nát toàn bộ phần hồn từ khu vực đan điền lan ra khắp cơ thể. Mai sau lúc đó bà vận được phép bế khí, dùng linh lực chặn sự lan tràn ra khắp thân, ép chúng trở lại phần bụng dưới trở xuống, đảm bảo an toàn cho tim và não, nên chỉ nát phách từ phần bụng dưới đổ xuống, bảo vệ thành công ba phần hồn, chỉ khiến cho hai chân bị liệt đi. Lúc đó thấy dòng nước đen ngòm đã áp sát trước mặt, bà nghĩ cái chết đã cận kề. Mai sau được thằng nhóc mà bà cứu khỏi đám quỷ rừng kéo bà đi. Nước nhanh chóng nhấn chìm hai bà cháu, cuốn theo sình lầy nhớp nháp. Hợp lặng hồi lâu, nhưng nó vẫn can đảm giữ chặt bà không rời. Thôn làng ngập trong dòng nước xiết, lũ sang phẳng mọi thứ. Thằng bé dần đuối sức vì ôm thêm bà, tưởng chừng không thể cầm cự nổi, định buông tay. May mắn làm sao có chiếc bè của nhà nào đó trôi ngang qua, nó giữ chặt bà, rồi dùng hết sức vượt dòng nước, kéo hai người lên trên. Chiếc bè nhỏ bây giờ như một chiếc thuyền cứu sinh, đưa hai bà cháu trôi ra suối, trôi hòa với sông, trôi về phía hạ nguồn. Kiệt sức, cả hai ngất liệm đi. Hạ nguồn nước không còn xiết nữa. May mắn là cả hai nằm trên bè, trôi bập bềnh chẳng biết qua được bao lâu. Cho tới khi thằng bé mở mắt ra, thì thấy chiếc bè đã bị mắc kẹt ở một bãi bồi ven sông, hoang vu đồng không mong quạnh. Nó mệt nhọc lắm, nhưng vẫn cố xem xét bà còn sống hay không. Mai sau hơi thở vẫn đều. Nó bò người xuống nước, thân hình nhỏ bé gắng sức kéo chiếc bè lại gần vào bờ hơn. Sau đó nó lê từng bước chậm rãi tới con đường cạnh đó tìm sự giúp đỡ, thì đổ gục đi. Một người dân quê thấy vậy liền chạy tới hỏi han giúp đỡ. Nó mệt mỏi không nói thành lời, lấy tay chỉ về hướng bờ sông, ý là có một người đang cần cứu hơn là nó. Thế là hai bà cháu may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Đến khi ổn định, thằng bé hỏi bà có nên quay trở về làng hay không. Bà suy tính hồi lâu rồi mới nói: cha mẹ con đã qua đời, quay lại cũng không ích gì. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm ra danh tính tên hắc y nhân đó, trả thù cho cha mẹ con. Chúng ta cứ giờ như đã chết, như vậy mới có thể ở trong bóng tối mà điều tra. Hai bà cháu căn dặn người cứu họ đừng nói cho ai biết, sau đó tạ ơn rồi rời đi, sống ẩn chật tại một cù lao giữa con sông lớn, đánh cá trồng rau sống qua ngày. Thời gian trôi đi, dưới sự chỉ bảo tận tình của bà, thằng bé 10 tuổi năm nào giờ đây đã lớn nhanh. Chỉ một thời gian ngắn, nó đã thông thạo võ thuật, phép thuật, chú ngữ, tất cả do bà truyền cho, đúng là có thiên phú hơn người. Tới năm 20 tuổi, tức là sau hơn 10 năm ở ẩn tu luyện, sức mạnh đã vượt trội hơn, đủ khả năng đánh bại kẻ thù. Nó cùng bà rời khỏi cù lao đó, đi khắp nơi mà tìm kiếm manh mối về tên hắc y nhân. Hơn thế, bà nhớ thương con trai của mình nhiều lắm. Chuyến đi này cũng là để tìm kiếm người con trai của bà, Lâm Chí. Chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, bà sợ bọn người xấu sẽ truy tìm theo hành tung của bà để tìm ra gia đình anh, đoạt lấy thần khí Phụng Thiên Tiễn. Dù nhớ nhung con rất nhiều, nhưng bà không muốn gia đình Hai Chí rơi vào đau khổ. Nếu như ngày đó bà không đuổi Cu Chanh và Hai Chí đi, thì không biết hậu quả còn đáng sợ tới như thế nào. Qua hành trình dài đằng đẵng suốt mấy năm trọng, họ chẳng tìm được danh tính thực sự của hắc y nhân năm nào. Chỉ biết hắn là một người thuộc hội kính, tên là Can Kha. Người hội này hành tung bí hiểm, lẩn khuất rất tài tình, chuyên đi khắp nơi truy tìm các bí thuật, cấm thuật lạ trên đời, mục đích chiếm lấy quyền lực tối cao, thống trị với huyền môn đạo pháp. Gần đây,
hai bà cháu có theo chân vị thầy pháp có tiếng ở miền Tây Nam Bộ mà tìm ra manh mối. Ông ta có thuộc xem đất đai, thiên văn rất tài tình. Sau đó chỉ cho hai người tại vùng quê hẻo lánh này đang có kẻ thực hiện tà thuật phá hoại địa linh, tàn phá long mạch, bảo họ tới đây tìm hiểu xem sao. Quả nhiên khi vừa tới nơi, gặp ngay tên hắc y nhân đang giao chiến với đám anh linh. Họ âm thầm theo dõi, chờ cho hai bên lưỡng bại câu thương rồi mới xông vào. Nào ngờ người đó lại là đứa con trai thất lạc 15 năm trước của bà. Bà òa khóc lên, tay đấm ngực, xoa đầu Lâm Chí. Phải chi mẹ tới sớm hơn thì con đâu thành ra nông nổi như thế này. Chỉ tại mẹ không tốt, chờ tàn cuộc mà ngư ông đắc lợi. Không ngờ lại là con. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con dịu lắm. Lâm Chí cầm tay mẹ run run. Lúc này hiểu ra mọi chuyện, bao khó khăn mẹ trải qua, anh thông cảm được hết cho bà. Không sao đâu mẹ. Được thấy mẹ lần cuối trước lúc chết, con mãn nguyện lắm rồi. Trước khi chết con có việc này nhờ mẹ. Đứa trẻ đó là cháu nội của mẹ đó. Mẹ hiểu rồi. Năm đó mẹ cố tình giấu thần khí vào người vợ con, vì vợ con mang mệnh thuận âm, thần khí mang tính dương sẽ không ảnh hưởng tới nó quá nhiều. Chỉ là ta không hiểu tại sao thần khí đó lại ở trên cơ thể của con trai con. Bằng cách nào mà từ vợ con chuyển sang đứa trẻ? Quá thật mẹ không ngờ. Mà bên chanh đâu rồi? Vợ con chết rồi mẹ. Cái quan tài đằng kia là xác của cổ. Kết giới bóng tối này chính là do con dày công tạo nên. Nghịch thiên nên hồi sinh cô ấy. Nhưng xem ra trái ý trời nên hậu quả thành ra như vậy đây. Mọi chuyện âu là do con tham lam mà ra cả. Con xin chấp nhận cái chết để trả giá về những việc con đã làm. Chỉ xin mẹ hãy giải phong ấn lá bùa trên nóc quan tài, cho hồn em ấy được xuất ra, tới lúc chết được gặp lại cô ấy, được chính cô ấy dẫn về cõi âm ti là con mãn nguyện lắm rồi. Còn cháu nội, từ nay về sau việc mẹ chăm sóc cho nó. Lâm Chí nói xong thì ho ra một ngụm máu tươi, bắt đầu thở gấp gáp hơn. Bà hiểu ra tất cả, ra hiệu cho Bảo Quân lấy lá bùa vàng trên nắp quan tài. Bảo Quân dùng ngón tay vẽ trong không khí ấn chúng. Tức thì trong lá bùa vàng xuất ra một nhân ảnh của người phụ nữ, là Ben Chanh. Thấy chồng đang hấp hối, cô vội lao đến. Khi vừa thấy bà, cô nhận ra ngay mẹ chồng, liền quỳ phục xuống. Con dâu bất hiếu, xin lại mẹ. Mai Chi nhìn thấy cảnh con dâu đã chết, con trai thì hấp hối, không kìm được xúc động, run run nói. Năm đó mẹ đuổi các con đi khỏi làng, các con không oán mẹ chứ? Tụi con hiểu mẹ làm vậy là có lý do, muốn giữ cho tụi con được sống an toàn tới bây giờ. Con nào oán trách mẹ điều chi? Giờ con chỉ là hồn ma bóng quế, được gặp lại mẹ lúc này là điều con không ngờ. Cảm ơn trời đất đã cho con cơ hội được gặp lại mọi người. Bà Mai Chi mấp máy mãi mới thốt ra được hai chữ. Con dâu. Bà đưa tay lên nhưng chẳng thể chạm vào được cô Chanh. Bà không thể ngờ rằng ngày mình gặp lại gia đình con trai sau bao năm xa cách lại mang một cảm xúc bi thương cùng cực như thế này. Cô Chanh nghe mẹ gọi hai tiếng con dâu, cô rơi nước mắt vì cảm động. Tiếc thay cả gia đình đoàn tụ với nhau trong tình cảnh không thể oan trái hơn.
Rồi từ cây cầu đỏ tồn tại nãy giờ xuất hiện hai bóng người, một trắng một đen rất cao lớn. Người vận đồ đen tay trái cầm quyển sổ, tay phải cầm xích sắt. Người mặc đồ trắng tay phải cầm quạt mo, tay trái cầm đèn lồng. Là Hắc Bạch Vô Thường. Họ đến bắt linh hồn người chết trở về. Ngay lúc đó, Lâm Chí cả người thả lỏng, mắt ban nãy khép hờ giờ đã nhắm nghiền. Sau đó trút hơi thở cuối cùng, hồn ông xuất ra, bay lơ lửng lại gần vợ. Cả hai nắm tay nhìn nhau hạnh phúc. Biết chanh, anh nhớ em nhiều lắm. Anh vui lắm. Giờ anh không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Bà cười mà nước mắt cứ rơi. Nụ cười vì người mình yêu thương đến khi chết được an yên thanh thản. Hắc Vô Thường nhìn vào quyển sách trên tay, dõng dạc nói: Lâm Chí sử dụng tà thuật phá hoại cân bằng lục đạo, nay chết đi, theo bọn ta về địa phủ quỳ án. Sau đó định dùng xích sắt trói tay thì bất ngờ có một mũi tên lửa bay vút tới, phá nát sợi xích đi. Bạch Vô Thường hét lớn: Là kẻ nào dám to gan chống lại Hắc Bạch Vô Thường ta? Cả hai cùng nhìn về hướng mũi tên thì thất kinh. Hắc Vô Thường thấy quỷ diện khổng lồ vừa bắn ra mũi tên lửa đang dương cung, một lần nữa nhảy lên nằm gọn trong vòng tay Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường bất đắc dĩ ôm ngang người hắn ta. Cả hai cùng đồng thanh: Thanh thần ơi, sao lại là ông ta nữa vậy? Lúc này Phúc Hưng hiện thân trong hình ảnh ma thần bay lơ lửng, thần thức vô định, miệng nó hét lên, giọng âm vang: Ai dám mang cha ta đi? Tức thì cây cung sau lưng nó như có linh tính, nó nằm trên tay của ma thần, dương một mũi tên lửa nữa nhằm hướng hai quỷ sai đe dọa. Lão Bạch nhanh mồm nhanh miệng hơn, liền phân trần: Dạ thưa ma thần, người đúng ngày giờ chết, bọn tôi bắt buộc phải đến đưa hồn đó đi, là bổn phận và nhiệm vụ. Nếu ngài ngăn cản thì xem ra là làm khó bọn tôi quá. Phúc Hưng lại gầm lên: Bọn địa phủ ô hợp các ngươi định mang cha mẹ ta đi sao? Vậy thì hãy xem đây. Ngay sau đó, ma thần độc chú dịch chuyển toàn bộ người trong kết giới bóng tối tới một cánh cổng lớn có ba tầng mái ngói, không khí âm u ma mị. Bảng trên cùng có ghi ba chữ: Quỷ Môn Quan. Xung quanh lơ lửng những hồn ma bóng quế bay trắng cả trời. Bỗng chốc bị phép của ma thần dịch chuyển đến đây, Hắc Bạch Vô Thường co trúng người bị pháp lực vô biên của ông ta. Ma thần lại dương cung lên chỉ ngay cổng Quỷ Môn Quan đang đóng chặt. Phúc Hưng gằn giọng nói: Phụng Thiên Tiễn này là pháp khí cực mạnh, thiêu đốt toàn bộ âm khí, trấn tà mạnh nhất trên nhân gian. Nếu không thuận theo ý, thả cho ta ra, ta phá nát cánh cổng Quỷ Môn Quan này, thả hết đám quỷ cùng những linh hồn bị giam giữ ở địa phủ cho chúng được tự do, rồi đóng cửa địa phủ để các linh hồn khi chết đi khỏi còn đường xuống. Lúc đó hậu quả như thế nào các ngươi tự biết. Sức mạnh kinh hồn của ma thần trong người Phúc Hưng trấn áp tất cả. Nhìn cây cung rực lửa, Hắc Bạch Vô Thường vội quỳ rạp xuống: Xin ma thần ngu dẫn, quy luật trời đất đã có, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự. Âm phủ mà bị đóng cửa, chắc toàn cõi lục đạo sẽ loạn mất thôi. Ta chẳng quan tâm có thuận theo ta hay không. Hả? Hai vị quỷ sai sợ hãi trung bắn lên, đang không biết làm gì thì chợt có tiếng nói nhẹ nhàng: Phúc Hưng à, tha cho họ đi con. Là ba tự nguyện, con đừng làm khó họ nữa. Con không muốn rời xa ba mẹ. Nếu con đại náo địa phủ sẽ gây nên nghiệp quả rất lớn đó. Ba không thể để điều đó xảy ra. Chỉ vì ba, nay ba đi còn có mẹ dẫn theo nữa, còn mơ ước gì hơn.
Phúc Hưng à, nghe lời ba mẹ đi con. Nghe lời nói của ba mình, Phúc Hưng đành lòng hạ cung tên xuống, hai mắt nhắm nghiền, không thể che lấp đi hàng lệ đang chảy ra dọc sống mũi. Dù là đang trong hình hài của ma thần, nhưng hai người họ không sợ một chút nào. Ba và mẹ lại gần ôm nó vào lòng. Nó cảm nhận tình yêu vô bờ từ họ. Sau đó Lâm Chí đứng lên, nói với hai vị quỷ sai: "Được rồi, Hắc Bạch Quan Nhân à, chúng ta đi thôi." Thấy ma thần không còn nộ khí, họ liền cho cổng quỷ môn quan mở ra. Bạch Vô Thường vội dục: "Xin các vị đi nhanh cho, kéo lỡ việc." Hai quỷ sai đi trước, Lâm Chí và Bèn Chanh theo sau, nhìn nhau mỉm cười. Có giọng ai đó nói với theo: "Chờ tôi với, còn tôi nữa." Tất cả đều hướng ánh nhìn về giọng nói phát ra, thì nhận ra đó là Nhện Yêu. Nó đu thân lên, đậu vào vai hai vị chủ nhân. Lúc giao đấu với Hắc Y Nhân, vì bảo vệ Lâm Chí, nó cũng vong mạng mất rồi. Cả ba nhìn nhau trìu mến, vẫy tay tạm biệt mọi người, theo chân Hắc Bạch Vô Thường bước vào quỷ môn quan. Cánh cổng dần đóng lại trước mặt bà Mai Chi, Bảo Quân và Phúc Hưng. Mọi chuyện đã xong, ma thần niệm chú cho tất cả dịch chuyển về ngôi đình. Kết giới bóng tối biến mất, trả lại không gian vốn có của ngôi đình cổ. Hồn phách ma thần từ từ tan biến. Các luồng linh khí từ ma thần và Phụng Thiên Tiễn biến mất đi, nhập trở vào thân thể của Phúc Hưng. Mai Chi bà giang tay ôm lấy nó, vuốt ve gương mặt ngây thơ của đứa cháu nội thất lạc bao lâu nay. Bảo Quân khỏe mạnh, bế Lâm Chí và cái quan tài chứa xác của Bèn Chanh đi an táng. Bỗng ngay tại cái xác con nhện chết ở dưới đất, xuất ra ba đốm sáng tròn như hòn bi ve. Bà thấy vậy, liền nói với Bảo Quân: "Là nguyên thần của Thành Hoàng Đình đó. Con mau lấy trả họ về vị trí các bài vị trên bàn thờ kia đi." Bảo Quân làm theo, thì ngay tại các bài vị trung nhẹ lên, rồi xuất ra ba bóng người cao lớn. Vẻ mặt ai nấy biểu cảm vô cùng mệt mỏi. Là ba vị Thành Hoàng Tam Trí Thắng bị nhận tin hấp thụ nguyên thần. Nay nó chết đi, trả nguyên thần về chỗ cũ. Vị ngồi ngoài cùng bên phải là Nhất Thắng hỏi hai người còn lại: "Có chuyện gì xảy ra vậy hai đệ?" Nhị Thắng ngồi giữa mệt nhọc đáp: "Để nhớ lúc đánh nhau với tên tà thần xong, ngày lúc đó có một người đi tới trói chúng ta rồi ép lên nguyên thần." Tam Thắng ngoài cùng bên trái nhìn thấy vài bóng người trước mặt, chợt nhận ra trong đó có người hại họ, liền hét lên: Cái tên hại chúng ta kìa!" Sau đó chỉ tay về phía người được cậu thanh niên đeo kính áo đen bế trên tay. Tam Thắng nói tiếp: "Tên ác nhân, hai quỳnh để chém chết nó." Nhất Thắng gào lên: "Để nhìn lại coi, sức để bây giờ cầm đao còn không nổi, chém được ai chứ? Những người kia xem ra đã thả nguyên thần của chúng ta về lại bài vị rồi, nên bây giờ mới ngồi được ở đây đó." Nhị Thắng gật đầu đồng tình với đại ca, rồi quay sang nói tiếp: "Họ thả chúng ta ra thì nhất định không có địch ý, để không được lỗ mãng." Rồi tất cả đưa mắt nhìn xung quanh đình. Tất cả đều đã tan hoang, không còn là hình dạng chỉnh chu như ban đầu nữa. Anh Linh canh gác đã chết sạch. Ba ông thần lắc đầu ngao ngán, xem ra việc tái thiết lại ngôi đình tốn công sức dữ lắm đây. Cả ba nhìn nhau rồi thở dài thường thực. Về phần Mai Chi bà và Bảo Quân, họ rời đình lúc đó trời đã tảng sáng, lập tức mai táng cho vợ chồng Lâm Chí chu toàn. Lâm Chí đã sinh sống gắn bó với vùng quê thân thuộc này, nó như là quê hương thứ hai của ông, nên bà quyết định mai táng hai vợ chồng tại khu đất nơi Lâm Chí sinh sống. Đây cũng là phong tục ở miền Tây thân thương. Có lẽ họ muốn dù chết đi nhưng người thân vẫn ở bên cạnh mình. Cả hai chôn cùng một huyệt mộ,
trên bài vị khắc tên cả hai người. Phúc Hưng suốt khoảng thời gian đó nó chẳng nói năng gì, chỉ lầm lầm lì lì, vô cảm vô tình. Có lẽ nỗi đau đã khiến cho đứa trẻ ngây thơ trở thành như thế. Dưới ánh tà dương, chiếc xe lăn của bà đổ bóng chiều dài xuống mặt sông. Bên cạnh là Bảo Quân đã cởi chiếc mặt nạ thường đeo, để lộ gò má gương mặt góc cạnh nam tính, mũi cao thẳng, môi dày, có ít trâu phủ quanh miệng, đôi mắt sâu, chân mày rậm, nhìn toát lên vẻ khí khái nam tử lắm. Bảo Quân cùng bà ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Không xa lắm là Phúc Hưng đang ngồi một mình thả câu, mắt nhìn xuống dòng sông nước chảy êm đềm. Bảo Quân nói: Bà, thằng bé ổn chứ? Tuổi nhỏ mà chịu nhiều cú sốc như vậy, nó có vượt qua nổi hay không? Con quên là lúc con bằng tuổi nó, con có khác gì nó sao? Bảo Quân gãi đầu. Bà nói tiếp: Đau khổ là cái mà mỗi pháp sư muốn trở nên vĩ đại phải vượt qua. Học cách đối mặt với nỗi đau, bình tĩnh kiên định, cố gắng từng ngày. Đó chẳng phải những điều ta luôn dạy con suốt bao năm qua hay sao? Thằng bé phải mạnh mẽ thì mới gánh vác được trọng trách to lớn đang mang. Thứ sức mạnh khủng khiếp bên trong nó mà điều khiển được thì chẳng ai ở gầm trời này có thể làm gì nổi nó. Kể cả... Là Vũ gia sao bà? Vũ gia là gia tộc mạnh nhất với pháp sư, theo ta nghĩ. Kể cả anh trai ta, hiện sở hữu thần khí Phục Long Trượng, điều khiển các loại trọng nguyên tố, cũng chẳng làm gì nổi nó đâu. Sau này bà tính như thế nào? Dù sao nó cũng mang dòng máu hậu duệ thất lạc của Vũ gia. Hiện giờ các thế lực tà ác nổi dậy không ngừng, triết lý lỗi thời của Vũ gia liệu có thể giúp họ chống đỡ được cơn bão dữ chuẩn bị quét qua này hay không? Con nghĩ vẫn còn đó thưa bà. Anh trai của bà có thằng cháu nội tên là Vũ Long. Lần trước con đi tróc quỷ ở bệnh viện thẩm mỹ Thiên Đường, tình cờ gặp nó ở đó. Thằng nhóc này mới tuổi đôi mươi thôi mà thiên phú, tài trí đều rất vượt trội. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng pháp lực mạnh mẽ vô song. Nếu có thần tướng hộ pháp mạnh theo hầu, con nghĩ nó chẳng ngán ai đâu. Chỉ có điều tính khí bồng bột nông nổi, tuổi trẻ mà, không tránh được. Nhưng mà nếu còn có nó, tương lai của Vũ gia vẫn sẽ đảm bảo đó thưa bà. Còn theo bà triết, bây giờ nói chuyện cũng như ông cụ non rồi đó. Con còn giữ những thứ đó hay không? Dạ có. Bảo Quân lấy trong túi ra con dao Lâm Chí hay dùng để chiến đấu và nửa quyển sách An Nam Bách Thuật Toàn Thư. Bà cầm chúng trên tay, lặng người đi. Con dao này là pháp bảo truyền đời từ thời cha ta, truyền tới Lâm Chí. Nay đợi Phúc Hưng lớn, ta giao lại cho nó. Còn quyển sách này tuy chỉ còn phần nữa, nhưng bí thuật trong này quá thật đa dạng, thâm sâu vô cùng. Ta cần thời gian để nghiên cứu thêm. Tên hắc y nhân vẫn chưa chết, điều đó làm ta chưa yên lòng được. Giờ cứ tạm thời tiếp tục ẩn thân, sau chúng ta trụ liệu tiếp. Về phần thằng Hưng, ta sẽ tìm cách giúp nó cân bằng hai nguyên khí âm dương. Khi nó đủ lớn, năng lực đủ mạnh để khống chế ma khí của ma thần và sức mạnh của Phụng Thiên Tiễn, lúc đó sẽ không phải lo lắng cho sức khỏe của nó nữa.
Bảo Quân gật đầu đồng ý, rồi đẩy cái xe lăn đưa bà về phía Phúc Hưng. Thấy bà tới, nó ra vẻ không vui, phùng phịu nhăn nhó, đập cần câu xuống nước. Bà nội à, nãy giờ con chưa câu được con cá nào hết á, tức quá. Muốn câu được cá thì tâm phải tịnh con à, lấy chữ nhẫn làm đầu. Mọi người thường cảm thấy thống khổ khó chịu khi phải chịu đựng chờ đợi, và cái lúc đó cơn giận dễ bùng phát. Đó là lý do dễ làm hỏng đại sự đó. Nhưng con hãy ghi nhớ, thành công sẽ đến. Những người ngồi ở vị trí cao luôn có tính kiên nhẫn. Thành công là thứ phải đánh đổi sau nhiều chịu đựng. Không có gì là dễ dàng hết con à. Rồi cá sẽ cắn câu thôi. Nó nghe xong, liền cúi mặt nghe lời bà. Nó ngồi rất lâu sau đó, cho đến khi trời tối mịt, thì quả nhiên cá đã cắn câu. Là một con cá to bằng bắp chân. Bà và Bảo Quân đứng từ chiều tới giờ quan sát nó, thấy sự vui sướng xuất hiện trên gương mặt trầm buồn của nó suốt thời gian qua. Bà cũng thấy vui lây trong lòng. Ba bà cháu chậm rãi tản bộ ra về trên con đường làng tắt nắng. Về phần Hắc Y Nhân, sau khi bị Phúc Hưng đánh bại, hắn ngã gục bên cái hồ nước của nhà nào đó mới đào, bất tỉnh nhân sự đi. Sức mạnh ma thần tồn tại trong Phúc Hưng quá khủng khiếp. Chưa bao giờ hắn rơi vào tình cảnh thảm hại như thế này. Lớp vải băng bị bong tróc, hàng loạt hình xăm, các gương mặt chúng quỷ trên cơ thể bắt đầu lộ ra. Chẳng hiểu là loài quỷ gì, sức mạnh ra sao, nhưng xem ra vô cùng hung tợn. Ở một chỗ hở xuất ra một bóng quỷ có da tím tái, tóc trắng bạc, hai sừng rực cháy lên ngọn lửa xanh dương quái dị, tai đen đúa với những cái móng vuốt sắc nhọn. Tên quỷ là Tỳ Mộc Đồng Tử. Quỷ nói: đại nhân, lần này thảm bại thật rồi. Thằng nhóc kia mang mệnh của ma thần Ankara trong truyền thuyết, hiện tại chưa ai trên nhân giới có thể đạt được. Nếu đại nghiệp mà bị nó cản bước, e là không thành đâu. Từ một hình xăm khác ở chỗ hở xuất ra thêm một bóng quỷ nữa, mái tóc đỏ rực như lửa, gương mặt giống người, chẳng có gì đáng sợ. Tuy nhiên bộ giáp hình quái vật trăng nanh tua tủa, phong thái mang khí chất của bậc đế vương, lạnh lùng tàn khốc. Trên lưng đeo hàng loạt bình rượu. Tên quỷ là Tửu Thôn Đồng Tử. Quỷ là bạn thân của Tỳ Mộc Đồng Tử. Tửu Thôn nốc bình rượu trên lưng rồi nói: Nếu đại nhân chịu giải thoát cho tất cả chúng ta thì không đến nỗi ngài phải gánh thất bại đâu. Vì ngài thương sợ chúng ta gặp nguy hiểm nên mới bọc thân thể kín như vậy. Tội đại nhân quá. Tỳ Mộc à, người có nhớ đại nhân lúc bỏ chạy có lấy được hai thứ? Một là nửa quyển sách, hai là chuỗi tràng hạt của tên kia chứ. Ta có thấy, nhưng làm sao? Quyển sách chứa đựng đủ thứ thuật tâm sâu trên đời. Nếu có thể tìm được ngũ hành cấm thuật, chắc chắn sẽ có cách đánh bại thằng nhóc đó. Ngũ hành cấm thuật, triệu hồi đại vương ba tuần sau. So với đại vương ba tuần của chúng ta, ma thần Ankara còn dưới vài bậc đó. Triệu được ngày ấy, đảm bảo nghiệp lớn của đại nhân sẽ sớm cao thành. Nói xong, chúng đưa mắt nhìn vào thứ ở thắt lưng Hắc Y Nhân đang bất tỉnh, là quyển sách bị xé nửa và chuỗi tràng hạt ẩn hiện bên trong dáng dấp của một con rắn tám đầu. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ma Thần Ấn Chú của tác giả Triết Sâm. Cái đoạn kết thì Triết Sâm để mở như vậy, thì có thể là bạn ấy sẽ viết phần tiếp theo
Nhưng mà đối với ma thần ấn chú thì câu chuyện xoay quanh về cuộc đời của Hai Chí và Ben Chanh cùng với cái mệnh về Phụng Thiên Tiễn mang trong người của đứa con Lâm Phúc của hai người họ, thì câu chuyện đến đó là đã kết thúc rồi. Nếu như Triết Sâm hoàn thành xong phần sau, Huy sẽ lên lịch và gửi đến cho mọi người trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những video truyện sau. Chúc mọi người một ngày an lành.